sự thật đằng sau tuyên bố về trách nhiệm của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt tình trạng lao động trẻ em. Trong báo cáo dài 116 trang có tên Danh sách hàng hóa do lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức sản xuất, do Văn phòng Quốc tế vụ ELAB của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 28 tháng 9, đề cập đến những quốc gia bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đánh bắt thủy hải sản, trong đó có Việt Nam. Trong báo cáo này, Việt Nam bị liệt kê có các ngành nghề đang tồn tại tình trạng lao động trẻ em, bao gồm sản xuất gạch, hạt điều, cà phê, đánh bắt cá, giày dép, đồ nội thất, da, hạt tiêu, gạo, cao su, mía, chè, dệt may, gỗ, thuốc lá. Riêng ngành dệt may được xem là ngành tồn tại cả hai tình trạng, lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Bộ trưởng Lao động Matthew Walsh nói trong báo cáo, Hoa Kỳ có trách nhiệm chấm dứt tình trạng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức nghiêm trọng. Và bộ này đã phát triển một chiến lược hành động nhằm đảm bảo các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ không vô tình hỗ trợ cho các hành vi vi phạm quyền con người và quyền lao động. Đọc những nội dung này, hẳn bất cứ người Việt Nam nào cũng thấy rất hợp lý, đúng đắn, cần thiết nhằm bảo vệ trẻ em và quyền lợi chính đáng của người lao động. Đồng thời, họ chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ rằng nước Mỹ thật vĩ đại khi cầm cán cân công lý bảo vệ người lao động, trẻ em. Nhưng sự thật có phải như vậy? Tình trạng lao động trẻ em trong các ngành nghề, thậm chí ngành công nghiệp nặng đang ở mức đáng báo động. Mới đây, bà nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Bộ Lao động nước này nhanh chóng có hành động chấm dứt tình trạng lao động trẻ em tại các nhà máy sản xuất ô tô. Trước đó, theo nguồn tin từ Reuters, Smart Alabama LLC, một công ty con thuộc Hyundai chuyên cung cấp các bộ phận cho một số xe ô tô của hãng này, đã sử dụng lao động trẻ em tại một nhà máy ở bang Alabama, Mỹ. Nguồn tin khẳng định, những công nhân chưa đủ tuổi, một số trường hợp mới 12 tuổi, đã làm việc tại một nhà máy dập kim loại do Smart Alabama LLC vận hành. Đáng lo ngại hơn, một thông tin được Reuters công bố hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy, ít nhất 4 nhà cung cấp ở Alabama của các hãng ô tô Hyundai và Kia đã có các hành vi vi phạm pháp luật lao động khi sử dụng công nhân chưa đủ tuổi trong những năm gần đây. Theo các báo cáo, trẻ em được tuyển dụng nhiều từ Trung Mỹ thông qua các đầu mối cung cấp lao động của bên thứ ba nhằm che đậy hoạt động đáng lo ngại này, các nhà lập pháp viết trong thư. Các báo chí Mỹ thường xuyên phản ánh về tình trạng nhiều trẻ em nhập cư làm việc tại các nhà máy sản xuất cho nhiều hãng lớn của Mỹ, trong khi luật liên bang Mỹ cấm sử dụng lao động dưới 16 tuổi trong hầu hết các nhà máy và dưới 18 tuổi đối với các nhà máy công nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, ngày càng nhiều bang ở Mỹ dừng, hủy luật cấm sử dụng lao động trẻ em, tức hợp pháp hóa sử dụng lao động trẻ em. Tờ báo độc lập The Conversation lên án rằng đang có một phong trào nhằm làm suy yếu các biện pháp bảo vệ lao động trẻ em của Mỹ ở cấp tiểu bang bắt đầu từ năm 2022. Đến tháng 6 năm 2023, Arkansas, Iowa, New Jersey và New Hampshire đã ban hành loại bỏ luật bảo vệ lao động trẻ em và các nhà lập pháp ở ít nhất 8 bang khác cũng đã đưa ra các biện pháp tương tự. Nhìn chung, luật pháp tạo điều kiện dễ dàng hơn cho trẻ em từ 14 đến 17 tuổi làm việc lâu hơn và muộn hơn và làm những công việc trước đây cấm trẻ vị thành niên làm việc. Không chỉ trong nước, ngay đầu năm 2024, nhiều tập đoàn công nghiệp Mỹ được tòa phúc thẩm Mỹ được phán xử vô tội trước cáo buộc tại châu Phi trong vụ kiện do những trẻ em từng làm thợ mỏ và đại diện của họ đệ trình. Alphabet, công ty mẹ của Google, Apple, Dell Technologies, Microsoft và Tencent bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc sử dụng lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng cobalt của họ. Cobalt là kim loại được dùng để chế tạo pin lithium ion sử dụng rộng rãi trong điện tử. Các nguyên đơn cho rằng các công ty của Mỹ biết việc sử dụng lao động trẻ em ở các mỏ cobalt nhưng không hành động vì sợ làm gián đoạn nguồn cung kim loại. Tuy nhiên, trong phán quyết của Tòa phúc thẩm Mỹ, các tập đoàn công nghệ chỉ duy trì mối quan hệ thương mại với các nhà cung cấp của họ và họ không có quyền ngăn chặn việc sử dụng lao động trẻ em. Cộng hòa Dân chủ Congo là nước sản xuất cobalt lớn nhất thế giới. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 40.000 trẻ em đang làm việc trong các điều kiện nguy hiểm tại các mỏ cobalt chỉ riêng ở tỉnh Katanga của nước này. Như vậy, ở nước Mỹ đang có trào lưu hợp pháp hóa sử dụng lao động trẻ em, còn các doanh nghiệp Mỹ tha hồ hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài sử dụng lao động trẻ em trong lĩnh vực nghề nghiệp nguy hiểm. Điều này hoàn toàn trái với những tuyên bố mỹ miều của ông Bộ trưởng Bộ Lao động Mỹ. Ngược với đó, Việt Nam là một trong số những quốc gia nỗ lực giảm lao động trẻ em với giải pháp
nhất quán như tham gia hàng loạt công ước quyền lao động, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước đồng bộ, tăng cường vận động, tuyên truyền, thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm thực hiện quyết tâm phòng chống lạm dụng lao động trẻ em. Do vậy, ngay sau cáo buộc của Bộ Lao động Mỹ, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ và nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đồng thời đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ để loại bỏ lao động trẻ em và cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Qua việc này cho chúng ta thấy, thông điệp và lời nói không phải lúc nào cũng đi cùng hành động, nhất là khi họ sử dụng vấn đề nhân quyền để ép gây thiệt hại cho đối tác trong cạnh tranh thương mại hoặc tìm kiếm lợi ích chính trị.